Chào mừng toàn thể quý vị và tất cả các bạn có mặt tại chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty Xào TV tại thành phố Đà Nẵng năm 2016. Lời đầu tiên cho phép Thế Vương được gửi đến lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất đến toàn thể quý vị khán giả đã có mặt trong hội trường ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, để có được ngày hôm nay thì toàn thể cán bộ công nhân viên của tổng công ty Xào TV đã trải qua một kiếp nhân thân trầm trong những năm đầu thành lập. Cho đến nay, tuy đã đạt được những thành công nhất định, nhưng tập thể các bộ công nhân viên của chúng tôi vẫn không thể nào quên được những tâm huyết sẽ mang đến cho khách hàng những sản phẩm có chất lượng, giá trị tuyệt hảo nhất. Kính thưa quý vị, hơn 300 khách hàng của các đại lý trên toàn quốc đã có mặt tại thành phố biển Đà Nẵng xinh đẹp của chúng ta để cùng gặp gỡ và giao lưu trong chương trình Hội nghị tri ân khách hàng toàn quốc năm 2016. Đó chính là điều ý nghĩa tuyệt vời nhất của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Quý vị thân mến, có lẽ những ai đã đến với Thiên Việt chắc hẳn sẽ không thể nào quên được những giai điệu ngọt ngào cũng như là gần gũi mà được nhạc sĩ Trần Tiến gửi tặng tổng công ty trong một ca khúc được mang tên Thiên Việt 10 năm một chặng đường. Xin quý vị, trước khi bước vào chương trình sẽ tuyệt vời hơn khi chúng ta một lần nữa được hòa mình vào những giai điệu ấy qua sự trình bày của ca sĩ Minh Quân cùng vũ đoàn Hoàng Vũ. Xin quý vị cùng lắng nghe. Kính thưa quý khách hàng thân thiết của công ty Thiên Việt 10 năm một chặng đường, một quá trình không phải là quá dài nhưng cũng đủ để Thiên Việt khẳng định được thương hiệu của mình trên thị trường Việt Nam. Với hơn 300 chi nhánh và 64 đại lý cấp 1 trên toàn quốc thì hiện nay Thiên Việt đã và đang là một thương hiệu yến xào được tất cả mọi người trên cả nước chúng ta ưa chuộng và tin dùng. Thưa quý vị thân mến, đến với chương trình ngày hôm nay, ngoài việc giao lưu giữa các khách mời với nhau thì giữa các nhà phân phối thì việc xuất hiện trong chương trình chúng ta còn có một khách mời vô cùng đặc biệt, đó sẽ là ai quý vị có nhận ra không ạ? Vâng thưa quý vị, một khách mời đặc biệt nổi tiếng và cũng là khách hàng thân thiết của công ty Thiên Việt chúng ta cũng xuất hiện trong chương trình ngày hôm nay. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón đại sứ Thiên Việt siêu mẫu Kim Ngân. Vâng, xin mời BG, chúng ta sẽ đem một miếng cho Kim Ngân ạ. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, thì xin chào Kim Ngân. Theo Thế Vương được biết thì Kim Ngân là một khách hàng trung thành của những sản phẩm Thiên Việt. Và trong chương trình ngày hôm nay, nhìn vẻ ngoài tươi tắn của Kim Ngân thì Thế Vương cũng thấy được công dụng tuyệt vời của yến xào Thiên Việt đem lại cho khách hàng rồi, đúng không quý vị? Vâng, và Kim Ngân ơi, Kim Ngân là một khách mời đặc biệt trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay, thì Kim Ngân có thể cho quý vị khán giả được biết là ngày hôm nay cảm xúc của Kim Ngân như thế nào không? Lời đầu tiên thì cho phép Kim Ngân xin gửi đến Thế Vương cùng tất cả các bạn lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Sau hơn 5 năm Ngân đã đến với Thiên Việt sử dụng các sản phẩm từ Thiên Việt thì thật sự là ngày hôm nay được là khách mời ở đây thì Ngân cảm thấy rất là vui và vô cùng hạnh nhiên về cái lời mời đó. Cảm ơn Kim Ngân rất nhiều. Và Thế Vương có một câu hỏi để dành cho Kim Ngân, đó là Kim Ngân có thể cho quý vị khán giả ở đây biết được là những sản phẩm của Thiên Việt giúp ích cho Kim Ngân như thế nào trong công việc hàng ngày của bạn? Đối với Thiên Việt thì thực sự Ngân rất là bận biểu, cũng không có nhiều thời gian để chăm sóc sức khỏe cũng như nhan sắc của mình. Thì Ngân đã tìm đến vô tình thôi, nhưng mà khi đến với Thiên Việt sức khỏe và nhan sắc của mình cũng đã được phục hồi và vô tình thì cũng được chăm sóc theo không cần phải tốn quá nhiều thời gian. Và đặc biệt hơn nữa là ba mẹ Kim Ngân ở nhà cũng sử dụng các sản phẩm Thiên Việt và cũng rất là tốt cho sức khỏe. Và có một cái mà Ngân muốn chia sẻ cho tất cả các bạn, đó là các sản phẩm của Thiên Việt rất là đặc biệt giúp chữa được căn bệnh mất ngủ mà Kim Ngân thường xuyên bị gặp phải, thì nó có một công dụng rất là hay như vậy. Vâng,
và đến chương trình hôm nay với là một đại sứ thương hiệu của Thiên Việt, thì Kim Ngân có lời nhắn nhủ gì muốn gửi gắm đến toàn thể quý vị khán giả chúng ta trong buổi trường ngày hôm nay? Là một đại sứ của Thiên Việt thì Ngân chỉ có một câu muốn dành tặng cho tất cả các bạn, đó là đối với Ngân, Ngân tin rằng Thiên Việt chính là sự lựa chọn số 1 cho tất cả mọi người và cho tất cả mọi nhà. Xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn những chia sẻ vô cùng thú vị của siêu mẫu Kim Ngân. Một lần nữa xin quý vị cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cảm ơn siêu mẫu của chúng ta. Và bây giờ xin mời Kim Ngân hãy quay trở về vị trí tại danh dự của mình để bắt đầu chương trình ngày hôm nay tiếp tục ạ. Xin mời Kim Ngân. Kính thưa quý vị, ngoài chương trình ca nhạc và giao lưu khách mời ngày hôm nay thì tổng công ty chúng tôi còn muốn mang đến cho quý vị một bất ngờ thú vị, đó là trên mỗi giấy mời mà quý vị nhận được sẽ có một dãy số bất kỳ và dãy số đó sẽ là con số may mắn của quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị bắt đầu với chương trình bốc thăm trúng thưởng. Thưa quý vị, đến với chương trình ngày hôm nay có một người đặc biệt nổi tiếng, một người mà Thế Hương rất ngưỡng mộ, cũng xuất hiện với vai trò là một khách mời đặc biệt trong chương trình của chúng ta. Xin quý vị cho một tràng pháo tay để chào đón ca sĩ Quang Thao. Vâng, và trong chương trình ngày hôm nay thì ca sĩ Quang Thao sẽ là người thay Thế Hương bốc một lá thăm may mắn nhất dành cho quý vị khán giả trong buổi chương trình hôm nay. Xin mời nữ vị xinh đẹp, chúng ta sẽ mang từng phiếu đến cho ca sĩ Quang Thao ạ. Từ từ ạ. Xin chào anh, em là một người rất là hồ anh, và anh có thể cho em biết là trong chương trình ngày hôm nay anh có cảm xúc như thế nào ạ? Anh rất là vui vì được gặp tất cả mọi người, và đặc biệt là anh rất là hân hoan nếu như mà bên công ty Yêu Việt tài trợ cho một năm anh yêu. Dạ vâng, xin cảm ơn anh. Và với tư cách là một đại biểu khách mời danh dự thì hôm nay anh sẽ là người thay Thế Vương bóc ra một lá phiếu may mắn nhất trong chương trình. Và xin mời anh. Thật hồi hộp phải không thưa quý vị? Và sao là người được và nhiều thế? Thưa tư anh ơi, anh có thực sự muốn chọn lá phiếu này là lá phiếu may mắn nhất trong chương trình hôm nay? Anh thật sự thích. Anh thật sự thích. Quý vị khán giả đồng ý với sự lựa chọn của anh Quang Hào không ạ? Quý vị có muốn một lần nữa anh Quang Hào sẽ ra tay bóc lại một lần nữa không? Rồi, xin mời anh. Bây giờ không thích bóc nha. Dạ. Rồi, cảm ơn anh. Và lá phiếu này sẽ rơi vào tay Thế Vương tìm công bố sau. Và đây là lá phiếu mà anh Quang Hào đã chọn. Xin cảm ơn anh rất nhiều trong chương trình hôm nay. Và kính chúc anh sẽ luôn thành công và may mắn trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh. Không có gì. Kính thưa quý vị, trên tay Thế Hương đang là dãy số may mắn nhất của chương trình ngày hôm nay. Và không biết trong khán đài hội trường chúng ta ngày hôm nay có ai tự tin mình sẽ là người may mắn nhất? Giơ tay cho Thế Hương cùng xem được không? Vâng, cảm ơn quý vị. Và đầu tiên Thế Hương xin được công bố con số đầu tiên trong dãy số có 3 chữ số trúng thưởng của chúng ta ngày hôm nay. Thế Hương xin được công bố con số đầu tiên, đó là con số 1. Trong một trường hợp có bao nhiêu bạn có con số 1 giơ tay cho Thế Hương được xem không? Vâng, rất nhiều đúng không ạ? Vâng, rất nhiều. Vậy là chúng ta sẽ đến với con số thứ hai. Số thứ hai xuất hiện trong dãy số có 3 chữ số của chúng ta sẽ là số 3. Ai có giơ tay cho Thế Hương xem ạ? Vâng, trên hội trường chúng ta bây giờ chỉ còn lại 3 khán giả duy nhất. Vậy thì bây giờ xin mời chị có thể cho Thế Hương biết được là cảm xúc của chị lúc này như thế nào ạ? Nếu như em trúng được cái giải này thì em về em không đi làm một năm. Vâng, cảm ơn lời chia sẻ rất là nhiệt tình của một quý vị khán giả ở phía dưới. Là tiêu một năm là vui được mà. Vâng, và sau đây Thế Hương xin được công bố giải thưởng. Xin chúc mừng khán giả có số mã số dự thưởng là 1, 3, 2. Để trở thành chủ nhân may mắn nhất của chương trình ngày hôm nay, giá trị giải thưởng là 10 lượng vàng SCC 4C.
tay con số đặc biệt của ngày hôm nay. Và em xin cảm ơn ca sĩ Quang Hào đã mang đến cho em cái con số may mắn này. Chia nha. Vâng thưa quý vị, thế là chúng ta đã tìm được chủ nhân may mắn nhất của tối ngày hôm nay với giải thưởng là 10 lượng vàng SCC 4 số 9. Sau đây xin mời siêu mẫu Kim Ngân, đại sứ thương hiệu của Ý Sao TV sẽ lên trao giải cho chủ nhân may mắn nhất của giải thưởng ngày hôm nay. Xin mời Kim Ngân lên sân khấu ạ. Kính thưa quý vị, Thiên Việt 10 năm một chặng đường, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị khách hàng đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay và những khách hàng luôn đồng hành cùng Thiên Việt trong chặng đường 10 năm qua. Chúng tôi tin rằng với chất lượng mà Thiên Việt đem lại sẽ luôn cùng công ty chúng tôi trong chặng đường phía trước. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Tinh Star Media, thăng hoa giá trị thương hiệu của bạn.